Chào tất cả mọi người, hiện nay mình đang ở phố Tây Hồ, sẽ đi về trung tâm Hà Nội. Xin mời các bạn xem video. Đây là đường Xuân Diệu. Kiểu chung cư mới rất là đẹp. Nâng cấp sửa chữa. Rất là bụi rồi. Bên này Hồ Tây. Đường Âu Cơ. Trước là D, bây giờ cải tạo thành đường rất là rộng, 6 làn đường. Nhà cửa xây xung quanh rất là khang trang, đường rộng rãi bao nhiêu luôn. Chuẩn bị lên cầu vượt.
vượt qua nút đường Thanh Liên với vào cửa khẩu An Dương. Bên trái là bãi An Dương, cửa khẩu An Dương. Hai tòa nhà mới xây rất là đẹp, hiện đại. Cây xăng Yên Phụ. Rẽ vào phố Hàng Than này, phố này bán bánh su xê, bánh cốm nổi tiếng. Các cửa hàng cưới hỏi chọn gói. Đấy, rất là nhiều hàng bánh cốm su xê. Nguyên Linh, đây, cửa hàng Nguyên Linh nổi tiếng này, bán ở trong nhà số 11 Hàng Than. Video đến đây là tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.